Tế bào gốc, cụm từ chắc hẳn là ai cũng từng nghe qua. Và trong lĩnh vực làm đẹp thì các sản phẩm có chứa tế bào gốc thường khá đắt đỏ, vì tế bào gốc có thể tác động sâu vào bên trong da, giúp phục hồi tổn thương trên da. Đặc biệt là da sau xâm lấn thì tế bào gốc còn giúp tái tạo cấu trúc da khỏe đẹp đấy. Nói về tế bào gốc thì không thể không nói đến em kem dưỡng trẻ hóa da và sáng da chứa tế bào gốc của nhà Dương đất trên của Đức này. Thành phần tế bào gốc từ táo thụy sĩ và hyaluronic acid giúp cải thiện da yếu, mờ xỉn, thiếu sức sống, tăng cường trẻ hóa, căng mịn và làm sáng da, hỗ trợ giảm thâm sau mụn và phục hồi da nhạy cảm, da sau thương tổn. Chất kem thì khá mỏng mịn, thẩm thấu nhanh trên da và không gây vết dính đâu nhé. Mỗi lần dùng thì chỉ cần lấy một lượng nhỏ như này nên tuýp kem này dùng được khá lâu đó. Thích hợp với các bạn mong muốn trẻ hóa da, làm sáng da hoặc cần phục hồi sau điều trị da nè. Mình dùng em nó mỗi ngày 2 lần, trộn vía da mình sáng, đều màu hơn và căng mịn hơn nữa. Những nốt thâm mụn thì cũng mờ dần, nhìn da sáng khỏe đầy sức sống, mình cũng thêm tự tin và yêu đời hơn. Bạn nào đang muốn làm trẻ hóa và làm sáng da hay là phục hồi da sau điều trị, thâm sạm sau mụn thì có thể tham khảo ngay em này nhé. Link sản phẩm thì mình để ở góc trái nha.